2.1 và cái đây cái cục súp này kim cái amply và cái series của nó ở phía dưới nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy cái model HK695-07 100V chuẩn của Nhật nè. Đó, hàng này điện 100V là hàng xuất thị trường Nhật nha các bạn. Và con súp này rất là nặng, nó có ba cái chân đế cao su khá là cao. Và chúng ta chỉnh được bass treble và chế độ surround để xem phim hoặc là chúng ta chơi game. Bass treble trực tiếp trên đây luôn các bạn nhé. Và các bạn có thể cảm nhận được âm bass của con này rất là tốt so với ngoại hình của nó. Đặc biệt dòng Harman Kardon nó cho cái tiếng bass xuống rất là sâu, rất là mềm và không hề bị hụt hơi. Đối với cái bài nhạc này, những cái dòng loa vi tính nó rất là kén cái bài nhạc mình vừa test đó. Và chút nữa mình có thể test cho các bạn nghe cái bài Forgotten Time của Taishin. Cái bài đó thì tiếng bass đánh sâu mềm. Mấy cái loa này thường sẽ tạo nó cảm giác là bị hụt hơi so với những cái âm bass sâu như vậy. Và rất là đặc biệt ở cái chỗ nữa là nó không có tạo ra bị cái rung các bạn nha. Cái tiếng rung và tiếng rè. Khi mà đánh nhanh quá hoặc là đánh sâu quá nó sẽ tạo một tiếng rung. Vì rè nếu mà ở ngoài thực tế các bạn sẽ nghe rõ hơn. Đặc biệt là cái phần âm treble của con này rất là sáng, với lại nó được trang bị một cái loa vệ tinh, hai cái loa con ở bên trong và cái mũi của nó là bằng nhôm các bạn nhé, cái màn loa bằng nhôm. Loa bên tay phải sẽ chỉnh được âm lượng trực tiếp ở trên đây. Con này có một cái góc nghiêng nhẹ để chúng ta để trên bàn vi tính thì nó sẽ hướng lên tai nghe của chúng ta. Và các bạn có thể thấy được cái thiết kế của nó rất là đẹp mắt. Thường là những cái dòng loa vi tính nó cho một cái treble thôi, còn con này được trang bị tới hai cái treble. Do đó cái âm treble nó thứ nhất là công suất nó tốt hơn, thứ hai là khi mà chúng ta chỉnh treble lên cao nó hỗ trợ rất là tốt cho cái phần bass. Cục súp này đánh bass tốt nè, thật sự luôn. Đây là một cái dòng loa rất là hiếm luôn các bạn nha. Và nó được sản xuất cho thị trường Nhật nữa, cái tiêu chuẩn Nhật rất là khắt khe. Đó. Thì con này chắc chắn là các bạn phải đặt cục súp ở dưới đất rồi. Nó thiết kế cũng rất là gọn gàng, nó tăng cái chiều cao lên. Đó, súp rất là nặng luôn nha các bạn. Làm rất là đặc. Và đây, cái dây 3.5 nó được kèm theo đây các bạn. Cái chui dây 3.5 mà mình đang gắn vào máy tính nó rất là dài. Chờ xíu nha. Đây các bạn. Cái dây đầu 3.5 của hãng nó tích hợp luôn. Thì cái đầu này nó sẽ cho chất lượng âm thanh tốt hơn. Vì cái dây này cái dây zin, cái ruột của nó rất là chất lượng. Và dây rất là dài, dây này mình nghĩ là dài khoảng tầm 3,5 m. Nên các bạn dễ dàng đặt ở dưới đất. Kết nối với lại máy tính, kết nối với lại những cái CPU ở dưới đất. Và cục súp thì các bạn đặt dưới đất thì thứ nhất nó sẽ cho cái âm bass cộng hưởng tốt hơn, và thứ hai là sẽ gọn gàng hơn. Và cái này các bạn đó, đấy, để hai bên loa nhìn rất là đẹp. Hai bên cái bàn làm việc. Hoặc là các bạn kết nối với lại điện thoại, kết nối với lại các USB Bluetooth hoặc là các hộp Bluetooth để kết nối từ xa cũng rất là ok. Còn nếu mà trong cái diện tích vừa phải, phòng trọ hoặc là ký túc xá vân vân thì các bạn có thể làm loa vi tính và ngay cả loa TV luôn các bạn nha. Loa TV luôn, nghe rất là ok các bạn. Rất là hiếm khi nào kiếm được cái dòng nào mà có công suất tốt, dòng 2.1 mà có công suất tốt như vậy các bạn nha.
với cái giá thành rất là phải chăng so với cái chất âm và cái công suất mà nó mang lại. Chúng ta có thể nghe nhạc trữ tình một cách thoải mái mà chép lên rất là cao, không bị rè, không bị bể tiếng. Chờ mình chút xíu nha. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thương người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao làm nên khói sương răng núi cỏ. Thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư, có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mò. Cái loa vệ tinh này có chiều cao là 23. Đó, khi mà gắn vào thì nó sẽ hiển thị cái đèn để chúng ta biết là tín hiệu đang kết nối. Ở phía sau chúng ta có thể giật cái chui nó ra. Đó, loa trái loa phải có một cái đầu chui hình tam giác và hình vuông. Và công tắc ở phía sau nữa các bạn nhé. Xin nhắc lại là này là xuất cho thị trường Nhật, điện 100V các bạn nhé, chứ không phải là xuất cho thị trường Đông Nam Á, điện 220 đâu. Chất lượng nó sẽ khác rất là nhiều các bạn nha. Và đây là một cái dòng rất là hiếm và chất âm nghe rất là ok trong những dòng loa vi tính và công suất rất là tốt nữa. Chép cao không có bị bể tiếng, bị rè, và bass thì xuống sâu không có bị hụt. Bass rất là mềm. Đấy, Forgotten Time của Taishin. Chỉnh bass mắt luôn cũng được nữa. Và nhắc lại chế độ surround này, các bạn có thể xem phim, tạo hiệu ứng âm thanh vòm, hoặc là để chơi game, xem các chương trình TV hoặc là bóng đá, thể thao vân vân.
Ok, hôm nay chúng ta test con Harman Kardon, một cái thương hiệu âm thanh rất là nổi tiếng của Mỹ. Và ngoại hình còn rất là đẹp, cũng như là cho một cái chất âm rất là tốt cho và công suất rất là ok trong cái giá thành của nó vừa phải. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nhé. Và tham khảo thông tin giá thành, thông số kỹ thuật bên dưới mỗi video, cũng như là website hanoidienhuoc.com, Facebook và Zalo nữa.